Nếu bạn đang quản lý một tiệm móng tay thì tôi có thể chắc chắn rằng bạn đã từng tự hỏi rất nhiều câu hỏi như: tại sao khách này lâu rồi không đến? Tại sao khách kia vẫn làm móng mà lại không đến shop của mình? Không biết thợ mình phục vụ khách có tốt không? Khách có thích dịch vụ của tiệm mình không? Và hàng trăm câu hỏi khác. KDTech hiểu rõ vấn đề đang tồn tại trong ngành nail tại UK và chúng tôi đã phát triển thành công sản phẩm đầu tiên, MSC Loyalty System. Hệ thống MSC Loyalty System sẽ đưa ra lời giải cho 3 vấn đề thiết yếu tồn tại hiện nay. Thứ nhất, làm thế nào để nâng cao chất lượng phục vụ nhằm giữ chân khách hàng hiện có? Thông qua tính năng marketing thông minh, hệ thống sẽ tự động gửi thiệp chúc mừng sinh nhật, tự động gửi lời cảm ơn, xin feedback để từ đó sẽ giúp tiệm giữ được mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Khách hàng có thể đặt lịch hẹn thông qua smartphone và nhờ đó có thể nhanh chóng truy cập vào hồ sơ cá nhân của khách hàng, bảo lưu các dịch vụ đã được sử dụng. Hệ thống có thể giúp nhân viên mang đến cho khách hàng những dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao. Thứ hai, với KDTech, chuyên nghiệp hóa quản lý nhân sự cũng sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Có lẽ vấn đề lớn nhất hiện tại các chủ tiệm đang phải đối mặt đó là phân bổ quỹ thời gian cho tiệm và thời gian cho gia đình và bản thân. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống nhằm giúp bạn có thể quản lý, theo dõi hiệu suất làm việc từ xa mà không cần lo lắng về thất thoát doanh thu. Quản lý hiệu suất làm việc và chất lượng phục vụ của thợ thông qua các con số thống kê và feedback trực tiếp từ khách hàng. Từ những con số thống kê được thu thập, sau đó được hiển thị trên các biểu đồ thông minh, dễ hiểu, bạn sẽ có được cái nhìn chân thực nhất về khả năng hoạt động của tiệm, qua đó có thể đưa ra những phương án cải thiện cũng như những ý tưởng mới để đem lại sự cạnh tranh tốt. Thứ ba, tìm kiếm khách hàng mới nhằm nâng cao thu nhập cho tiệm có lẽ luôn là một bài toán hóc búa dành cho tất cả mọi người. KDTech đi hướng 3 phương án phù hợp cho đại đa số tiệm nail là Facebook Marketing, Referral và Google Review. Referral nghĩa là chúng ta sẽ được chính khách hàng của mình giới thiệu tới bạn bè và người thân của họ. Đây là một phương án không phải là mới, nhưng hiệu quả đem lại là cao nhất. Vì khách hàng sẽ luôn tin tưởng quan điểm từ người thân quen của mình, thay vì đọc những lời quảng cáo văn hóa bay bổng trên website của bạn. Văn hóa gửi và xem review trước và sau khi mua hay sử dụng dịch vụ của khách hàng ngày càng thịnh hành. Đối với khách hàng mới, họ thường tìm thấy tiệm của bạn trên Google với vài từ khóa thông dụng như Nail Salon Near Me. Do đó, nếu bạn có thể quản lý được vấn đề này, lợi thế cạnh tranh sẽ vô cùng lớn. KDTech luôn luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Hãy follow chúng tôi trên Facebook để cập nhật những thông tin mới nhất.